Không biết là cái con khả ái nó làm cái giống gì mà nó ngủ dữ thần không biết nữa hả? Từ cái đêm mà nó về dưới tôi á, thì tôi không hiểu là tại sao ban ngày nó ngủ ly bì như thế đó. Nó ngủ ban ngày rồi ban đêm nó thức. Mùa đông thì đã ùa về rồi, nhà thì có hai mẹ con nè, ba của nó thì mất sớm, một mình tôi tằn tảo nuôi cho nó. Tôi sợ nó lạnh, tôi dặn nó mà chiều hôm qua là nói: "Ái ơi, sáng nay thức sớm để mẹ dẫn con đi ra ngoài siêu thị mua cho con một cái số bộ đồ mới, một cái số áo ấm mới để con mặc qua cái mùa đông này." Thì cuối cùng nó cũng dạ. Giờ này coi kìa, chưa trời chưa chặt rồi nó chưa thích con với cái nha. Ai mới nhắc mình vậy ta? Em mới nhắc mình vậy ta? Gì nổi mà thích mới có 8 giờ 9 giờ sáng thôi là kêu con thức rồi, con buồn ngủ dữ lắm mẹ ơi, cho con ngủ xíu nữa đi mẹ ơi, con thích không có nổi mà. Nên ngủ nữa thôi. Rồi, mới nghe tiếng nó thức, bây giờ nó im ru nữa rồi đó. Là hiểu nữa rồi đó, con nhỏ này nó ngủ rồi nữa rồi chứ đâu. Xuống rồi kiếm nó cho bà coi. Mới năng cái cầu thang nè, hai mẹ con mới sắm sửa cái cầu thang tiết nè. Mọi người thấy đẹp không? Ái à, vô thích đi con. Trời ơi, bữa nay bà đặt tre rèm tre nữa ta ơi. Bữa nay bà đặt tre rèm nữa. Màu đỏ rồi mới chịu à. Tre rèm lớn rồi, ngủ rồi phải kín đáo. Để coi. Thấy không? Bởi vì tôi nói rồi, tôi đoán y gan không? Hồi nãy tôi nghe nói chuyện mà tôi em gu rồi, tôi biết con nhỏ này nó ngủ nữa rồi. Thích dậy chưa hả? Ai ơi, thích dậy đi con. Thích dậy ai ơi. Thích dậy chưa hả? Sao mẹ lại đánh con? Ai kêu con ngủ? Ngủ gì mà ngủ dưới thằng không biết nữa à. Mẹ kêu con dậy sáng có gì không? Hôm nay mẹ định dẫn con đi ra siêu thị để mua cho con một số bộ đồ mới, một số bộ đồ áo ấm để khi trời rét đến con có cái để mà mặc. Dạ vâng mẹ, con tập thể dục thể thao rồi con. Con sẽ ra liền, mẹ ra ngoài trước đi. À thì bây giờ mẹ ra ngoài trước nha. Nhanh nha con gái. Dạ con biết rồi mà. Mẹ yên tâm nha, con sẽ ra liền. Dạ con biết rồi. Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm nha, con ra liền. Ừ, biết vậy thì tốt, giờ mẹ ra ngoài đây. Trước khi ra ngoài thì mình phải đẹp đúng không ta, lại coi soi gương coi. Trời ơi, ta nói cái con khả ái nó đẹp gì đâu, nó xinh gì đâu, nhìn nó dễ thương coi kìa. Trời ơi, con gái nhà ai mà nhìn nó thấy cưng dễ sợ luôn á ta ơi. Quá trời đẹp, đẹp quá trời, quá đắt quá trời đẹp. Trời ơi, nó đẹp mà nó dễ thương nữa. Thôi phải đi ra mẹ thôi. Khả ái xấu quá. À, ai vừa nói vậy cái gương này dám nói khả ái xấu quá hả? Khả ái có xấu đâu mà tại sao nói khả ái xấu quá? Khả ái xấu quá. Khả ái không có xấu, nói lại một lần nữa là khả ái không có xấu. Khả ái đẹp như thế này mà nói khả ái xấu hả? Khả ái không có xấu nha. Khả ái xấu quá. Vậy sao bây giờ nói mà khả ái xấu nữa là khả ái đánh cho ba má cái gương này nhìn không ra luôn á. Khả ái nó gọi là khả ái không có xấu mà cứ nói khả ái xấu hoài. Nói thêm một lần nữa đi là đánh ba má cái gương này nhìn không ra luôn. Hãy nói thêm một lần nữa coi. Ai trời ơi, trời sợ quá. Khả ái đẹp, khả ái không có xấu, khả ái rất là đẹp. À, gương nói nhầm, xin lỗi khả ái nha. Phải như vậy phải tốt không? Ngoan nè, chị thương nha, ngoan, phải từ đầu em nói là em
khen chị đẹp là em là chị đâu có chửi em đâu. Ai kêu em chê chị xấu chị? Ngoan nha, ngoan kia. Đừng có nói chị xấu nha. Và bây giờ có chịu đi ra ngoài đấy, đi mua đồ chả. Dạ dạ dạ, con đi liền mà, con đi liền. Mới có điều có chút xíu mà là la người ta rồi. Xíu của con là bằng nửa tiếng của người ta. Lần nào mẹ cũng chết con mà cho nó đau đớn lòng gì đâu á mẹ ơi. Sao mẹ cứ la con hoài, con đau lòng quá mẹ ơi. Bớt khùng lại con ơi, bớt khùng, bớt bớt cái nết của con lại, bớt khùng lại. Dạ bây giờ đi nha mẹ. Ừ đi nè. Mẹ ơi, mẹ lên chiếc xe đẩy đi mẹ. Mẹ lên chiếc xe đẩy cô Khải nè. Rồi Khải đẩy mẹ đi cho mẹ đừng có mỏi chân. Rồi xuất phát thôi con gái ơi, hai mẹ con ta cùng xuất phát nha. Ok xuất phát thôi. Trời đông này lạnh quá, hồi nãy sao con đi ra ngoài mà con không lấy áo ấm con mặc vậy cả ấy? Có lạnh gì đâu mẹ. Dù mà trời có lạnh như thế nào, dù mà trời có đóng băng luôn á con cảm thấy cũng không lạnh. Xạo xạo, trời đóng băng luôn mà nói không lạnh. Con xạo đúng không? Con nói thiệt mà mẹ, dù trời có đóng băng luôn con cũng không thấy lạnh đâu. Nhưng mà tại sao con không thấy lạnh? Tại vì có mẹ bên cạnh rồi, con cảm thấy rất là ấm áp. Trời ơi, bữa nay mày đặt định mẹ nữa ta ơi. Con nhỏ này hết biết nói rồi nha. Đó, chắc là bà biết rồi, bà biết tôi định bà. Bà biết là ai định bà, nhưng mà bà vẫn khoái đúng không? Vẫn khoái chạy đứng miếng, đứng miếng đúng không? À, có thằng bé kìa mẹ. Có thằng bé đứng ngay đây kìa mẹ. Tội nghiệp lắm quá mẹ ơi, sao con thấy nó run thế mẹ? Nó tội nghiệp thế, nó tên là hủ tiếu bún bò. À, con biết cái thằng bé này là rồi mẹ ơi. Thằng này là thằng hủ tiếu bún bò con của bà. Bán bún lưu cu á mẹ. Hôm bữa con gặp nó ngồi đó ăn đó. Thôi kệ đi đi con ơi ha. Dạ hai mẹ con mình đi mua sắm thôi mẹ ơi. Mẹ ơi ở chỗ này có tuyết kìa, ở chỗ này đẹp quá mẹ ơi. Hai mẹ con mình lại đây, hai mẹ con mình chơi ném tuyết đi mẹ. Thả ai muốn chơi ném tuyết? Con lại trước đi rồi mẹ sẽ đi lại theo. Con nít của nhà cả ấy. Thì con nít cái gì nữa? Chẳng lẽ con là người lớn sao? Thì con là con nít mà, mẹ không nhường con gì cho nó. Thôi nín đi mẹ thương, mẹ thương, mẹ thương. Bây giờ hai mẹ con mình chụp một cái tấm hình làm kỷ niệm nha cả ấy. Dạ dạ dạ. Ủa? Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy? Sao máy ảnh của mình không thể chụp được thấy cái hình con cả ấy ở trong cái camera của mình? Sao kỳ vậy ta? Sao kỳ thế này? Nhưng rõ ràng là nó đang ngồi bên cạnh của mình mà. Tại sao lại như thế? Không thể nào như vậy được. Không thể nào. Chắc là do điện thoại của mình bị hư thôi. Do điện thoại của mình bị hư thôi. Do điện thoại của mình bị hư thôi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc kìa mẹ? Bộ cả làm gì sai sao mẹ? Cả xin lỗi mẹ mà. Cả xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, bộ con làm gì sai sao? Cả xin lỗi mẹ. Cả xin lỗi mẹ mà. Cả xin lỗi mẹ. Không, con không có làm gì sai hết. Con không có làm gì sai hết. Tại chỉ là bụi vô mắt của mẹ thôi Khải. Chứ con không có làm gì sai hết. Mà nè Khải,
Con muốn ăn gì, con muốn đi chơi đâu thì con cứ nói đi, mẹ sẽ chiều con hết. Con muốn mua cái gì thì mẹ sẽ đáp ứng hết nhu cầu của con. Yeah, thiệt hả mẹ? Mẹ nói thiệt không? Yeah, quán hơ mẹ, quán hơ mẹ, quán hơ mẹ. Quán hơ mẹ, quán hơ mẹ, quán hơ mẹ, quán hơ mẹ. Quán hơ mẹ. Quán hơ mẹ, quán hơ mẹ, quán hơ mẹ. Vậy giờ con muốn đi đâu vậy Khải? Dạ. Dạ mẹ ơi, con muốn đi chơi đu quay ở bên kia kìa. Cái chiếc đu quay bự đằng kia kìa mẹ, chiếc đu quay đó. Rồi, con cứ đi trước đi, rồi mẹ sẽ đến sau nha. Dạ, con đi trước đây, bye bye mẹ. Chắc là có chuyện gì xảy ra với con Khả Ái rồi. Tại sao mà không được? Để mình lấy cái máy ảnh ra mình chụp lại một lần nữa xem coi như thế nào. Mọi cảnh quật mình đều chụp lại được một cách bình thường. Nhưng mà tại sao lúc mình chụp con Khả Ái thì lại không thấy nó xuất hiện ở trong cái camera của mình? Chuyện này là sao? Thật sự mình không hiểu nổi. Khả Ái ơi, liệu con có phải thật sự là con của mẹ, con vẫn còn sống chứ Khả Ái? Mẹ hy vọng là do điện thoại của mẹ bị lỗi thôi, chứ mẹ không mong rằng là con đã chết đâu nha Khả Ái. Wow, đu quay đẹp quá à. Hồi đó giờ mình chưa được đi đu quay lần nào hết trơn á. Có lẽ đây là lần đầu tiên mà mẹ dắt Khả Ái đi đu quay nè. Đu quay đẹp quá mẹ ơi. Ủa mà sao mẹ vẫn còn đứng ở đằng kia vậy ta? Mẹ ơi, lại đây đi mẹ. Ừ, mẹ lại liền. Cảnh trên này đẹp quá mẹ ơi, ban đêm cảnh ở đây thật là tuyệt vời. Khải thích lắm. Khải cảm ơn mẹ nhiều lắm. Khải thương mẹ rất là nhiều. Khải thương mẹ lắm. Ừ, con vui là tốt rồi. Mẹ cũng thương con nhiều lắm. Con cứ chơi những gì mà con thích nha Khả Ái. Con muốn mua cái gì cũng được hết. Mẹ sẽ chiều con hết Khả Ái ơi. Thôi, mình chơi hết một vòng này thôi nha mẹ. Rồi mình xuống nha mẹ. Với lại con còn muốn đi mua đồ đẹp nữa. Khả Ái lâu lắm rồi không có được mặc đồ đẹp á mẹ. Rồi, để hết cái vòng này đi. Rồi hai mẹ con mình xuống. Hai mẹ con mình đi mua đồ đẹp ha. Mẹ sẽ mua đồ mùa đông cho Khả Ái nè. Khả Ái muốn ăn gì mẹ cũng dắt Khả Ái đi ăn. Khả Ái muốn mua gì mẹ cũng lo cho Khả Ái hết trơn á. Yeah, mẹ quán hơn mẹ, quán hơn mẹ. Mẹ là tuyệt vời. Mẹ là sớm mừng cho mẹ nhiều lắm. Bây giờ chúng ta xuống được rồi. Con đứng đây chờ mẹ xíu nha Khả Ái. Mẹ có xíu việc á. Dạ mẹ. Anh đu quay ai cho hỏi cái tiền phí của tôi á là bao nhiêu tiền vậy anh? Của chị là đi có một người thôi, do đó chị chỉ cần trả cái tiền phí có một người à. Ủa anh có làm không vậy? Tôi đi hai người mà sao anh nói có một người? Tôi thấy chỉ có một người thôi thì tôi tính tiền một người, chứ sao tôi tính tiền hai người được? Rõ ràng tôi đi hai người mà anh. Tôi đã bảo với chị rằng rồi, tôi đã nói với chị rồi, chị đi có một người nên tôi sẽ tính tiền một người thôi. Vậy à, tôi cảm ơn anh. Mình thấy có cái chuyện gì rất là bất thường ở trong cái chuyện này. Ấy ơi ấy. Ủa ông kêu tôi đó hả ông thuyền trưởng? Đúng rồi, tôi kêu ấy đó. Mà ông kêu tôi có chuyện gì không ông thuyền trưởng? Hồi nãy tôi thấy ấy ở trên đu quay á, mà ấy nói chuyện có một mình à. Là thật ra là ấy nói chuyện với ai vậy ấy? Ủa hồi nãy là anh ấy thấy ấy ở đây ở trên đu quay là nói chuyện có một mình vậy đó hả anh ấy? Đúng rồi, tôi thấy cô nói chuyện có một mình à. Vậy thôi tôi cảm ơn anh ấy nha, tôi đi đây. Ô cái cô này chưa trả lời tôi mà. Thì tôi nói chuyện có một mình đó, trả lời ông rồi đó. Con cứ đi xem qua siêu thị đi, con chọn bộ đồ nào mà con thích đi. Mẹ sẽ đứng ở đây mẹ chờ con nha Khả Ái. Dạ mẹ nhớ chờ con nha mẹ, mẹ đừng bỏ con nha mẹ. Mẹ biết rồi, lần này không có như lần trước đâu, con yên tâm. Dạ. Wow, đồ ở đây đẹp quá, đồ nào cũng đẹp hết trơn á ta ơi. Đẹp thật sự, đẹp quá.
thôi, nhưng mà mình chỉ chơi thôi, chứ mình đâu có tiền đâu mà mua quá lại. Nói thì nói như vậy thôi, cả phải tiết kiệm tiền cho mẹ nữa. Cả không thể nào mà cả ấy mua bề bộn như vậy được. Cả ấy chỉ tham quan một vòng rồi cả ấy ra thôi. Ba mẹ vẫn còn đứng đó để đợi mình kìa. Ba bạn kia giống mình vậy. À sao bạn này giống mình thế? Có chuyện gì vậy? Bạn ơi, sao bạn lại giống mình? Sao bạn lại giống mình như thế vậy bạn? Có ai nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao bạn nói lại giống mình như vậy? Có ai nói chuyện gì cho mình biết ra cái chuyện gì xảy ra không? Bạn ơi bạn, sao bạn lại giống mình như vậy bạn ơi? Bạn, chào bạn. À, mình có thể đi xem người bạn này luôn. À, sao đầu của mình đau thế này? Thì con hãy đi về với nơi con đã mất. Mẹ rất vui khi con đã về thăm mẹ ở lần này. Dù sao, dù kiếp sau nếu mà có sống lại, có đầu thai lại thì mẹ vẫn mong con vẫn là con của mẹ. Dạ mẹ ơi, dạ mẹ, nhưng mà con không có muốn đi đâu mẹ ơi. Con không, thật sự là con không có muốn đi đâu mẹ. Sự thật vẫn là sự thật mà mẹ mãi mãi là mẹ của con và mẹ luôn nhớ về con. Dạ mà mẹ ơi, mai này nếu không còn cả ái nữa thì mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Không còn ai lo cho mẹ, không còn ai để mẹ chửi nữa. Cả ái đúng là bất hiếu, cả ái đúng là bất hiếu. Cả ái xin lỗi mẹ, cả ái xin lỗi mẹ. Sau này cả ái không thể lo cho mẹ được nữa. Cả ái xin lỗi mẹ rất là nhiều. Con đừng có nói gì hết, con không có lỗi gì hết. Lỗi là lỗi ở mẹ đã không trông chừng kỹ con mới xảy ra cái cớ sự như thế này. Lỗi là tại mẹ chứ không phải là tại con. Tất cả là tại mẹ, tất cả là tại mẹ, tất cả
Tất cả là tại mẹ, tất cả là tại mẹ, chứ không phải là tại con đâu Khải. Người xin lỗi mới đúng là mẹ là Khải. Mẹ đừng có nói nữa. Mẹ đừng có tự trách mình nữa, Khải không có trách mẹ đâu. Nếu mà số của con đã chạy rồi thì con phải chịu thôi. Bây giờ con đi đây, con tạm biệt mẹ. Thôi bây giờ con đi đây, con tạm biệt mẹ, bye bye mẹ, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Tạm biệt mẹ. Tại vì có mẹ bên cạnh rồi, con cảm thấy rất là ấm áp. Chút chút đen tí nè, mẹ dám lên con hả? Quên mẹ, quên mẹ, quên mẹ, quên mẹ, quên mẹ, quên mẹ. Ai ơi là ai?